Chào các bạn đến với kênh Nhung Huỳnh Rocha. Và với video này, mình chia sẻ với các bạn một kiểu áo crop top với mẫu hoa văn đơn giản, dễ móc và dễ thực hiện. Các bạn móc lên một dây bính dài gồm 86 bính. Sau khi móc xong 86 bính, các bạn móc tiếp theo 5 bính. Bắt đầu đếm từ chân kim, các bạn móc vào chân móc thứ 8. Móc một mũi móc kép. Móc một bính và móc vào cùng chân móc một mũi móc kép. Tiếp tục móc một bính, bỏ bốn chân móc, móc vào chân móc thứ 5 một mũi móc kép, móc một bính, móc cùng chân móc một mũi móc kép. Tiếp tục móc một bính, bỏ bốn chân móc, móc vào chân móc thứ 5 một mũi móc kép. Các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ nhất. Bỏ hai chân móc, móc vào chân móc thứ 3 một mũi móc kép để kết thúc hàng thứ nhất. Tiếp tục móc lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 2. Các bạn móc vào đây, vào chữ V đây, 4 mũi móc kép. Tiếp tục móc 4 mũi móc kép vào chữ V kế tiếp. Các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ 2. Bỏ một chân móc, móc vào chân móc kế tiếp một mũi móc kép để kết thúc hàng thứ 2. Tiếp tục móc lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 3. Lật qua, các bạn móc thêm một bính, một mũi kép, hai mũi kép. Các bạn móc vào khoảng trống ở cánh giữa, móc một bính và móc thêm một mũi kép. Móc một bính. Hoa văn thứ hai các bạn cũng móc giống như vậy. Các bạn móc lặp lại hàng 2, hàng 3 như vậy cho đến hàng thứ 16. Sau khi móc xong đến hàng thứ 16, bây giờ mình bắt đầu móc lên phần nách áo. Và các bạn dùng thước dây để đo vào 5 cm. 5 cm thì mình sẽ móc vào phần, mình móc vào chính giữa. Các bạn nói chỉ vào đây, vào cánh giữa của 4 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính
Các bạn móc vào đây một mũi móc khép. Móc một bính. Và các bạn móc bình thường. Và đây là hàng thứ 17. Tới hàng thứ 18, các bạn không có móc xéo nữa mà móc thẳng lên luôn. Các bạn móc lên 3 bính và móc vào đây 4 mũi móc kép. Các bạn móc bình thường như những hàng dưới. Các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hàng thứ 32. Sau khi móc xong hàng thứ 32, bây giờ mình bắt đầu ráp vai áo. Và hai bên sườn áo các bạn cũng ráp giống như vậy. Bây giờ mình bắt đầu móc viền cổ áo. Các bạn lật qua bề phải. Móc vào đây một mũi đơn. Cứ một chân móc là các bạn móc một mũi đơn. Các bạn móc như vậy cho đến hết vòng của cổ áo. Sau khi đã ráp xong hai bên sườn áo, bây giờ mình bắt đầu móc viền nách áo. Móc lên một bính, các bạn lật qua mặt phải. Cứ một chân móc, các bạn móc vào một mũi đơn. Và đến ngay góc của nách áo, các bạn móc vào hai mũi đơn để tạo độ cong cho nách áo. Và đến đây
cứ một hàng là các bạn móc vào hai mũi đơn. Các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ nhất. Sau khi móc xong hàng thứ nhất, các bạn dùng mũi trượt để nối hàng thứ nhất lại. Tiếp tục móc lên một bính để móc hàng thứ hai. Và hàng thứ hai, cứ một chân móc là các bạn móc vào một mũi đơn. Các bạn móc lặp lại như vậy đến hết vòng của tay áo. Tiếp theo là mình bắt đầu móc viền lai áo. Các bạn nối chỉ vào thân áo ngay phần ráp giữa thân trước và thân sau. Một mũi đơn, hai mũi đơn, tiếp tục móc vào đây một mũi đơn. Các bạn móc vào dây bính ở đây 4 mũi đơn. Các bạn móc lặp lại như vậy hết hàng thứ nhất. Tiếp tục bắt đầu móc hàng thứ hai. Và hàng thứ hai, hàng thứ ba các bạn móc giống như là hàng thứ nhất, hàng thứ hai của thân áo. Các bạn dời mũi kim qua cho nó đối xứng với hàng thứ nhất. Móc lên 3 bính. Tiếp tục móc một bính và móc một mũi móc kép vào cùng chân móc. Móc một bính. 1 2 3 4 móc vào chân móc thứ 5. Đây là phần lai áo mình đã móc xong. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.